người chứ không. Ê, ký nhà không có chủ nhà là sao ta? Sao biết được mình đi đâu, mình cũng không bao giờ gặp được chủ nhà. Hay đây là một điềm báo, mình sắp trở thành chủ nhà. Mình sắp trở thành chủ nhà. Chủ sập khô sập mắm á nha Quỳnh. Sao vậy? Nay cơn sóng thần nào cuốn con qua nhà chú vậy? Con nghĩ lại thì con cũng thấy con khá là xinh đẹp đó. Sao chú dìm con tới mắm tới khô dữ vậy chú? Nhưng con coi lễ tướng con cây. Con vô nãy giờ con kêu chú quá trời, sao chú không trả lời con? Chú đi tìm cái nắp. Ok. Tìm thì mình cũng trả lời được chứ. Nhưng mà không, không sao, bỏ qua chuyện đó đi. Con tới đây trịnh trọng nói với chú là hôm nay con là một người mang tài lộc đến cho chú. Xin mời chú ngồi, chúng ta sẽ bàn tiếp những công việc về sau. Mời chú. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ủa riết rồi, chú không biết chú là khách hay chú là chủ nhà luôn á con. Ngồi đi, ngồi đi. Sao, tài lộc gì, có ăn được không? Như chú đã biết, bây giờ thì con cũng gần như là nổi tiếng rồi. Trời, nghe con này hoài luôn á Quỳnh. Mà chú thấy con chưa nổi tiếng được luôn. Khi mà khách hàng nói chuyện thì mình phải im lặng. Ok. Để mình tôn trọng khách hàng của mình. Ok, nói lẹ. Ừ, lại. Như chú đã biết, con gần như là nổi tiếng. Trời ơi. Ok. Mình qua cái khúc nổi tiếng nè. À, con gần như đã nổi tiếng. Thì con cần một cái ekip giúp cho con những cái hình ảnh để con quảng bá thương hiệu của con. Thì nói chung là nếu mà tìm người ngoài á thì coi như là mình không có quan tâm tới người trong nhà. Mặc dù là chú chụp hình cũng kha khá thôi, nhưng mà con quyết định không chọn tiếp. Chú hiểu tại sao con chọn chú luôn đó. Đừng có đi vòng vo, chỉ muốn được giảm giá thôi chứ gì. Đúng không? Chú kiểu á, con chú cứ dễ con không ha. Ôi, tôi biết cô quá, cô ơi. Tại người nhà mà, mình phải lấy giá rẻ chứ chú. À, đó, để chú suy nghĩ ha. Con cũng biết là chú buồn vì cái việc mà chú với Ly không có đến được với nhau á. Nhưng mà thôi, thấy chú vậy con cũng mừng. Nói gì vậy Quỳnh? Thì đúng rồi chú, thuyền nào mà không cần bến đổ, lục bình trôi lên bền thì cũng phải cập bến thôi. Dạ, con chúc mừng chú. Con này hôm nay bị não hay gì hết trời. Rồi sao, còn chuyện gì nữa không? Cái chuyện giảm giá chú sẽ suy nghĩ rồi chú trả lời con sao. Bây giờ không còn gì nữa thì tiễn. Con mới qua mà ngồi. Chú bận lắm con nha, đi về đi, chú không làm việc nữa. Đi. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.